Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay mời cả nhà cùng vào bếp với mình và cùng nấu món hủ tiếu với xí quýt hải sản nha cả nhà. Hôm nay thì mình làm thật là nhiều luôn cho cả nhà mình cùng ăn, và có chị hai mình với mấy đứa nhỏ về chơi nữa, cho nên là mình sẽ nấu một cái nồi siêu to khổng lồ luôn nha cả nhà. Nguyên liệu thì ở đây mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một ít tôm, một ít thịt, thịt này để một hồi mình xay ra mình bỏ vô nước cho nó ngọt, và một ít xương ống nè, và cái thịt này là thịt xương xương gì anh? Xương giá. Xương giá nha cả nhà. Mình anh Khoa anh biết cái này, mình thì ít biết cái tên này lắm. Còn bên đây thì một ít rau củ để mà mình bỏ vô nước nó ngọt, và trứng cút. Mấy đứa bé thì rất là thích trứng cút luôn, cho nên là mình mua thêm trứng cút, hủ tiếu, giá, hẹ và một ít rau để ăn kèm nè. Bây giờ mình sẽ bắt tay vô mình nấu nha cả nhà. Nước thì mình bắt sẵn rồi nè, nó đã sôi tim rồi, mình bỏ vô, bỏ xương vô mình hầm. Còn cái số thịt nè thì hồi mình sẽ đem mình xay, tay mình rửa sạch rồi cho nên mình bóc tay luôn. Mình bỏ vô mình hầm xương cho nó ra nước ngọt. Này mình mua được một miếng thịt nạc dai nữa nè, bỏ vô. Đúng rồi, mình sắt luôn. Số thịt còn lại này thì mình sẽ để mình xay, mình làm thịt xay hồi mình vào viên mình bỏ vô. Còn số tôm này hiện hồi mình luộc luôn nha. Rồi giờ mình sẽ hầm cái số xương đó trước. Rồi mình sẽ cho vô đây một miếng muối. Hồi nó lên bọt rồi mình vớt. Mình bơ cho muối trước rồi mình sẽ nêm sau nha. Số thịt với tôm với trứng cút này hiện giờ mình sẽ đem vô nhà mình luộc nha cả nhà. Số tôm này đem vô nhà luộc với số trứng cút luộc luôn. Rồi số thịt mình sẽ xay, vì mình chỉ có một cái bếp củi thôi, cho nên là giờ mình sẽ đem vô nhà mình luộc cái số này. Thịt thì mình cũng đã xay xong rồi, tôm mình cũng đã luộc rồi, còn trứng cút thì mình đang luộc trong nhà nha. Bây giờ mình sẽ sắt củ sắn ra để mình bỏ vô nước cho nó ra nước ngọt nha cả nhà. Củ sắn này nó hơi cứng. Củ sắn này mình sắt mình lấy nước ngọt hà, cho nên là mình sắt bự bự luôn. Chứ mình nấu lâu quá cái mình sợ nó mềm, nó rụt ra. Đó, mình sắt miếng bự vậy mình để vô. Chủ yếu là mình lấy nước ngọt nha. Sắt xong mình sẽ bỏ qua đây. Củ cải trắng với cà gót mình cũng sẽ sắt luôn. Củ cải trắng này mình lấy bình dặn mình chặn cho nó đẹp nha. Làm tư đi, mỗi cái mình cắt ra làm tư. Rồi mình cũng bỏ chung vào đây luôn. Cà gót này thì mình chặn luôn. Hôm nay mình không có làm xiên để sắt bông cho nên mình cũng chặn luôn cả nhà. Nấu cho nó ra nước ngọt cho nó ngon. Mình nãy giờ mình vớt bọt rồi, nước cũng hơi trong trong, nó cũng lên bọt nữa nè cả nhà. Nhưng mà giờ mình sẽ bỏ củ sắn vô. Bỏ củ sắn vô cho nó ra nước ngọt rồi mình vớt bọt tiếp. Mình cho củ cải trắng vô luôn nha. Mình thì mình khoái ăn cái củ cải trắng cho nó chín, nó rụt á, nó ngon, nên mình bỏ vô luôn. Còn cà rốt thì mình bỏ vô sau. Thịt xay này giờ mình sẽ cho vô đây một ít muối, một ít bột ngọt, mình thêm vô một xíu bột nêm và một xíu đường. Thịt mình nó cũng ngọt rồi cho nên là mình cho ít đường thôi. Rồi mình cho vô một ít hành lá luôn. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình sẽ dò viên mình bỏ vô nha cho nó ngon. Trộn cho nó đều, cho nó thấm một hồi rồi bắt đầu mình mới dò viên mình nấu. Chừng nào nồi súp của mình gần chín là mình mới dò cái này mình bỏ vô. Giờ mình sẽ nêm vô đây, mình bỏ vô đây là 2 muỗng bột nêm mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè, và 2 muỗng canh đường. Sẽ cho thêm vô là bột nêm, mình đổ độ khoảng 1 muỗng. Mình vậy đều lên. Hồi mình sẽ nêm lại nha. Mình nêm theo khẩu vị của từng gia đình ăn nha cả nhà. Đây thì mình nêm theo khẩu vị của nhà mình. Ai muốn ăn mặn ngọt sao thì mình nêm theo tùy thích nha. Nêm xong rồi số cà gót còn lại mình cũng sẽ cho vô luôn. Thịt của mình nó cũng đã chín rồi. Cà gót mình bỏ vô cũng được một lúc rồi.
Giờ mình sẽ số thịt bằm này mình sẽ bắt con, mình sẽ dò viên mình bỏ vô luôn. Mình cho thêm thịt bằm vô vậy nè cho cái nước của mình nó ngọt. Thịt xay nó rất là nhuyễn luôn. Thịt xay chứ không phải thịt bằm. Tông thịt này mình không có ướp tiêu á cả nhà, đúng cái ra ướp tiêu á nó mới thơm nữa. Mà tại vì nhà mình có mấy em bé nè, cho nên là mình không có dám ướp tiêu. Mình ướp vậy cho tụi nhỏ nó ăn được. Cái nồi của mình hồi nãy cái nồng á nó lâu sôi quá đi, cho nên là mình bỏ cái nồng ra luôn rồi. Cho nên nấu vòng vòng cái nồi nó hơi bị đen. Thịt bằm mình bỏ vô hết, mình bỏ vô cái nó chín liền rồi nè. Mình vớt bọt nữa cái là được. Cái nồi nước súp của mình cũng đã được, giờ mình sẽ bỏ một ít gốc hành với gốc ngò gí vô cho nó thơm. Và thế là được rồi nha cả nhà, của mình cũng đã chín rồi nè. Rất là thơm luôn. Mình nấu nhiều nước, cái xương nó ra ngọt với cái thịt bằm nó ra ngọt. Rồi mình còn tôm nữa, tôm với tấn cút thì mình để riêng ở ngoài, mình không có bỏ chung vô đây. Rồi giờ mình sẽ bắt xuống, mình bắt nước lên để mình trụng hủ tiếu nha. Nước mình bắt lên để mình trụng hủ tiếu nó cũng đã sôi rồi nè. Bây giờ mình sẽ trụng hủ tiếu và mình ăn thôi cả nhà ơi. Đói rồi. Em sẽ cho anh một tô nhiều nha. Vừa vừa thôi, anh ăn rau nữa. Ok. Đó, mình bỏ vô một miếng rau. Bỏ vô thêm một miếng hẹ. Ôi, để hơi bị ngược tay á anh. Tay em. Đổi tay đi. À, cái tay kia đeo bao tay à? Cho vô thêm một miếng giá. Trời ơi, mẹ có cái mình chưa cắt hết nữa nè. Wow, nó bị tạt ra. Anh lấy cái nồi nó bé bé quá. Anh thấy vậy nó thấy cưng nên anh lấy cái đó vậy. Cái nồi nó hơi bé quá cho nên là nó... Với lại cái vợt này không phải cái vợt để trụng một tiếu nữa. Này của mẹ hút chè. Rồi mình sẽ chan nước súp vô sau. Mình trụng cái tô còn lại luôn nha. Mình ngủ ăn mà mình ngủ quay thì mấy chị mình không ai quay hết cả nhà. Ai cũng ngại hết. Ai cũng ngại hết rồi không ai quay luôn. Mấy đứa nhỏ nó cũng kỳ nó không quay luôn. Giờ cuối cùng cũng là có hai vợ chồng thôi. Hay chồng ăn được nhiều em ơi. Chơi chứ nhà mình ai cũng ngại hết. Cái giá này không có chuyên trụng hủ tiếu nó không có bẩm vô anh. Nó bị bẹt ra nè. Khó, hơi khó trụng. Rồi giờ mình sẽ chan nước súp vô. Giờ mình sẽ múc nước súp vô. Nước súp của mình múc xương ra hết rồi. Xương với cái cục thịt mình múc ra mình sắc luôn rồi. Giờ mình sẽ múc cà rốt nè, thịt bằm vô. Cái nước mình nấu mình vớt bọt suốt cho nên nó trong cả nhà, trong veo luôn. Cho vô một ít củ cà rốt, thịt bằm, củ cải trắng. Cho thật nhiều thịt bằm luôn, cho anh ăn đã luôn. Ngon lắm đó. Anh thấy thịt bằm nó rất là ngọt. Vậy mình sẽ cho vô đây thêm một ít ngò gí với hành. Wow, cho nhiều luôn. Rồi thêm một xíu hành phi nữa. Hành phi nhiều nó thơm. Tô còn lại của mình cũng sẽ bỏ vậy luôn. Bỏ ngò gí, hành lá và một ít hành phi. Và cái tô nhìn nó hấp dẫn lên liền á anh. Thơm lừng lên. Thơm lừng liền. Nhìn thấy mà lem liền. Ok cả nhà ơi, và cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Bây giờ thì mời cả nhà cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Hai vợ chồng mình nấu ăn sáng mà cũng hơi trễ chút xíu. Ăn sáng mà giờ cũng 9 giờ nhưng mà 9 giờ thì còn ăn sáng được, cũng cần chăm chế được chút chút cả nhà. Tại vì có cái khâu mà mình nấu cho nó xương cho nó có cái củ sáng lụm ở đây. Nó hơi lâu. Tốn thời gian ngay chỗ đó thôi. Wow, hủ tiếu là cái món khoái khẩu của mình mà. Cho nên là mình nấu một tô một cái son to đùng luôn. Cả nhà tin không? Suốt 2 năm là vợ mình ăn sáng mà hủ tiếu không? Dạ, hai năm ăn mà hai năm liền luôn. Hấp dẫn quá. Hay lên là làm liền chứ bình thường thì còn cái gì ngửi ngửi hay này nọ hay này kia giờ lên là quất liền. Nước mắm à anh. Mình chấm với nước mắm ớt. Em ăn tôm rồi gấp tôm cho em nè. Ơi ơi em gấp.
Thịt xáo nữa, có hai đứa à. Người ta kêu là gì? Gà lăng. Gà lăng, trời ơi. Mà nay nấy lăng đi, mệt quá. Chán rồi. À, nóng vậy. Nước mắm ớt cho nó ngon. Thích cái kiểu mà nấu đơn giản về cái nước nó ngọt nhẹ. Còn mình bỏ nhiều thứ quá nó đậm quá. Em thì sao cũng được. Tự nấu ăn, ai nấu cho cũng ăn, sao cũng ăn hết. Nói chung là mình ý kiến thôi. Vợ mình nấu mình phải khen chứ. Nói vô chứ anh Khoa cũng ý kiến thôi chứ. Ai không sao anh cũng ăn, dễ ăn. Không, mà nói chung là anh ăn kiểu gia vị đơn giản nhất là anh thích. Đừng có làm đậm đà nhiều thứ quá. Anh thích nhất là nướng với lại thịt là với luộc thì là ngon. Thịt ngon ghê, thịt nạc dai nè. Cái mâm này xong của mình là năm nay là như là hơn 500 ngàn nha. Thấy như vậy chứ xương nó nặng ký ghê luôn á. Mình tính mua nhiều nữa nhưng mà hết rồi. Bốn cái giờ mình muốn mua nhiều hơn nữa. Nhưng mà chỗ này hết, mình đi chỗ khác cũng không có luôn. Ngon quá vậy mày. Cạp cục này với anh. Cạp không? Cạp ít sáng ngon. Mình nấu mình lát mua xương. Mua xương chủ yếu rồi. Mua xương chủ yếu mình nấu cho ra nước ngọt. Nhưng mà cái xương này nó quá nhiều thịt, người ta ra nó thịt nhiều. Cho nên là ngon. Rồi mình mua thêm thịt về mình xay ra. Mình xay ra mình làm thịt đành nữa. Yeah. Tôm ngọt quá. Tôm luộc dừa tới ngọt ngay à. Luộc dừa tới à. Cái wheel ở sau lưng mình, bên tay phải mình đó chính là một đống dừa của cha mình. Ở trên mình không có cái đống này, về mình rất thích cái đống này. Cả nhà cũng nhớ trong cái clip mộng dừa. đã giới thiệu với cả nhà rồi. Ở mình không có cái đống này, nhưng mà ở đây là chắc như vậy nha. Còn anh con thấy người ta chắc cụm ngày nào. Rồi đó cho có chốc. Để em ăn xong đi, em dẫn đi chỗ này. Ở đâu? Trong hình đám cưới chị Tư. Chắc cụm vậy nè, cụm nhiều lắm. Đó, hồi đám cưới chị Tư là từ cửa gào vô trong tới trong này làm cha xây cây tròn quay đúng không? Ở trên cái ụp trái để cho nước nó đừng có gõ xuống. Cây tròn này nè, đẹp lắm. Đó chụp hình cưới cũng làm cái view đẹp lắm á. Anh đi về. Anh xích ra ngoài này nè, gần hướng về nhà nội á. Người ta chắc cụm nhìn đẹp lắm. Củ cà gót nó ngọt lắm anh. Cái tô thịt xanh thì ăn hoài còn hoài đâu. Cho ăn sáng tự nhiên nấu nhà cảm thấy nó ngon hơn cả nhà. Ăn này đâu khác gì ăn ngoài quán đâu ta. Tôm ngọt ha. Anh thích tôm nữa. Mình mua 4 cái mấy thịt xương, 1 ký tôm, 50 quả tướng cốt. Và thêm thịt bằm, thịt để mà mình bằm nữa. Tính là nhiều ra ăn cả nhà. Đúng rồi, nấu cho cả nhà ăn. Ăn nó nê luôn. Mấy chị mình ngại, mấy chị mình không có ăn. Sáng nào mình cũng nấu vậy ăn rồi. Của nhà mình ăn toàn bộ xương tự mình là nấu ăn. Nấu cho ăn cả ngày. Ý kiến cái này mời nấu nữa. Cái này nấu nữa à? Lại ra nước ngọt nữa. Thịt này ăn thịt ngon mà. Thịt này dai này mà nó có gân gân á, ngon á. Thịt giống như thịt bò vậy ta. Thịt bò bắp á. Nó giòn á, ngổ á. Nó non. Nó có thịt mà vừa có răng. Ăn nó giòn rượu quá. Ăn một chả ớt kìa. Ớt. Thịt này nè.
tại vì em nãy em xay ra xong rồi á, ngắt vô viên hết. Chứ gặp mà mình làm tình tan nữa, có thời gian là mình sẽ xào lên, xong rồi mình trụng tô hủ tiếu vậy, cái mình bỏ vô có chừng 2 muỗng thịt xào vậy á. Hủ tiếu thịt bằm á phải không? Ừ, nó ngon, nó ngọt cái nước lắm luôn. Rồi mang hết tô rồi nè, còn thịt không luôn. Quá trời thịt luôn. Của mình làm nên mình ăn cho đã. Mới sáng mà trời âm u, chuyển mưa đó nha. Nghe đâu là bão hay gì á, hay đâu là bão vô nữa. Em lừa mấy cái cục ra. Em ăn trứng cút. Cho em ăn đi. Thịt bằm em ướp vừa ăn quá. Cho một miếng giá sống. Em lại thích ăn giá sống hả? Ừ, nó thơm, cái mùi nó thơm. Nó hột đậu nó lên á. Mưa tới rồi. Chạy thôi. Đang ăn. Đang ăn mà biết mưa. Mà hên quá mình cũng vừa ăn xong luôn. Anh ăn xong chưa? Vừa hết luôn rồi. Công nhận trời thương trời ghê luôn á. Vừa ăn xong cái trời mưa xuống. Mình mới nói ổng buồn ai về ổng mưa luôn. Nay mưa sớm rồi. Ăn sáng cũng vừa xong và trời cũng vừa mưa tới luôn. Em biết gì không? Ăn xong mà mưa là đi ngủ là hợp lý. Đúng rồi. Một bữa ăn thật là ngon luôn cả nhà. Mai mốt em sẽ nấu cho anh ăn nữa. Nấu dài dài. Còn cái nồi này thì anh ăn tới chiều đi, cả nhà cùng ăn tới chiều luôn. Anh đang có một cái suy nghĩ là cái này mời mình nấu nước súp tiếp. Nó ra hết nước ngọt. Ơi chưa kẹt, chưa kịp cạp cái này nữa. Wow, trong đây quá tùy tủy luôn nè. Dầm vô cái đem hút. Thôi hai vợ chồng mình ăn sáng cũng xong rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai vợ chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.